Em xin kính chào tất cả các khán giả trên kênh Phong Lan Rừng của anh Sĩ. Hôm nay em cũng xin phép được chia sẻ với tất cả anh em một số giò phong lan rất là đẹp cũng như là những sản phẩm đặc sản rừng Tây Bắc. Xin kính mời tất cả các bác cùng theo dõi video. Thì em có lên một cái, đây là giò số 1. Giò số 1 của em là hai cây chồn rất là đẹp. Đấy, rễ rất dài. Đấy, hai cây chồn này hàng thuần rất là lâu năm rồi các bác nhé. Đấy, em bán với giá là 250.000 đồng. Đấy, các bác xem. Thuần rất lâu cho nên là thân nó cứng và nó không có bị lướt mọi người nhé. Tiếp theo là giò đuôi chồn số 2. Đấy, em muốn các bác ngắm xem cái giò đuôi chồn này. Đuôi chồn này phải nói là nó rất là đẹp luôn các bác nhé. Kỳ năm vừa rồi nó nở hoa. Thôi rồi luôn, gồm có 3 cây này. Đấy, 4 cây. Còn có một ít phi điệp với lại một cây chồn nhỏ ở giữa này nữa. Nói chung đây là những cái hàng em thuần rất là lâu rồi cho nên là các bác về các bác chỉ việc treo thôi. Đấy, giò số 2 này em bán với giá là 350.000 đồng các bác nhé. Đấy, giá thể em ở đây là trồng bằng phân dê này. Đấy, rất tuyệt vời. Trồng chậu như này thì cây chồn nó sẽ không bị tuột lá các bác ạ. Đấy, giới thiệu đây là cũng là một cây chồn. Hàng này là hàng em tuyển. Đấy, gồm có 6 lá, 6 cặp lá. Mọi người nhìn nhé. Đây, cây chồn này. Cây chồn này lá rất là to. Đấy. Và rất là đẹp. Cái này thì em mới ghép được khoảng 3-4 tháng thôi. Nhưng mà rễ nó cũng đã rất là ổn định rồi. Đây các bác nhìn dưới này. Rễ dưới này. Cây chồn này em bán cho các bác. Cây số 3 em bán với giá là 250.000 đồng. Này, lá nó không bị lỗi lầm gì anh em nhé. Kỳ vừa rồi là em cắt cái hoa để nó đỡ hao cây. Số 4, đây cũng là một cái cây mới ghép. Số 4 này là một chậu gỗ. Gồm có hai cây đuôi chồn xếp. Đấy, hai cây đuôi chồn xếp các bác nhé. Đây. Đấy. Rễ nó đã ổn định vào trong cái phần gỗ này rồi. Em bán cái chậu này với giá là 150.000 đồng. Gồm có hai cây. Đây các bác nhé. Hai cây rất là đẹp. Em xin phép giới thiệu với các bác một cái chậu Hoàng Nhạn tháng 8 Gia Lai. Hoàng Nhạn tháng 8 Gia Lai. Đây là hàng Gia Lai, em chỉ có đúng một cây này ở cả vườn. Cây này chuẩn tháng 8 luôn. Đấy, chuẩn Gia Lai luôn anh em nhé. Cây này là 550.000. Đấy, là em gỡ chậu ra để gửi cho các bác cái phần khúc gỗ này nó bám ở trên này. Để nói là cái mùi của cái cây nhạn, nếu các bác chưa có nhạn thì các bác thấy nó thơm thơm một cái mùi rất là ngọt ngào. Nó gọi là vương giả chi hương. Em xin giới thiệu với tất cả các bác một cái chậu quế lan hương, dáng hương quế. Quế này là quế Hòa Bình mọi người nhé. Cái lá của nó, bản lá lần này thì nó cũng em để trong dâm nhiều cho nên là nó cũng không được được to các bác. Thì cái chậu này em chia sẻ với tất cả anh em là giá là 600.000 đồng. Đây, chậu quế này thì phải nói với các bác là hoa rất là thơm. Quế tháng 8 mọi người nhé. Đấy, rễ rất là nhiều đây. Em thuần phải đến 2-3 năm rồi. Và một cái chậu siêu phẩm quế số 7. Em đánh dấu là số 7. Thì đây, xin phép các bác là cho các bác xem cái độ ổn định của cái cây này. Đấy. Cây này thì phải nói với anh em là nó là một cái gì đó nó quá tuyệt vời luôn anh em nhé. Cây này thì gồm có 3 cây nhỏ, cây mẹ con đấy các bác nhé. Cây này thì rất là cao, bản lá rất to. Đấy, các bác trông cái bản lá của nó. Đấy, bản lá này có chỗ to nhất ở đây là 5 sen các bác này, gần được 5 sen, 4 sen 9, 5 sen. Về cái chiều cao của cái cây này thì để em đo cho các bác xem nhé. Cái chậu này em đo là 90 phân các bác nhé. 90 phân lên đến lá ngọn này. Cái này phải 2 thùng xốp mới vừa anh em ạ. Nhìn nó rất là đẹp, rất khủng khiếp luôn. Và cái cây quế số 7 này cũng các bác và giá của nó là 2.500.000 đồng với cây này. Không có một cái lỗi gì cả. Trừ cái này nó hôm lâu nó bị cháy nắng một tí thôi.
công việc gì đâu các bác nhé. Đấy. Và đây là cái khu vực tầng 3 của em. Em cũng mới sửa sang lại để cho toàn bộ phi điệp và những cái hàng gọi là kiếm kiếc lên trên này. Vị Hoàng, Huế, Phú Thọ. Một chậu phi điệp tím đang hoa, đang nụ. Với cái mức em gọi đây là số 8. Mức giá là 100.000 một chậu này. Ở dưới này là cái kho nhà em này. Em giới thiệu với các bác một trong những cái sản phẩm chủ lực, đó là mật ong rừng. Mật ong rừng ở Tây Bắc năm nay thì phải nói với các bác là nó được mùa, nó được nắng và nó rất là ngon anh em nhé. Đây là những cái chai mật, lọ mật ong khoái rừng này. Cái sắc mật nó rất là trong. Và đây là cái loại mà em đã vắt. Nếu bác nào mà mua cái loại đã vắt sẵn như thế này thì em bán với giá là 350.000 một lít, bao vận chuyển cho anh em. Thực ra là mọi người không nên so sánh những loại mật ong nó chỉ có 215.000 một lít, 2 lít mà bao vận chuyển. Những loại đấy là mật ong nó kém chất lượng. Còn đây là mật ong các bác bỏ ra đồng tiền, các bác cái đồng tiền đó nó xứng đáng với cái sản phẩm mà các bác nhận lại. Đấy. Thì em tiếp theo em lên cái đây là cái đậu đỏ nương. Đậu đỏ nương này em bán với giá là 70.000 một cân. Đây là đậu ngự cũng 70.000 một cân. Nếu anh em nào mà mua cái dạng nguyên sáp như thế này ấy, thì em bán là 250.000 đồng một cân. Còn ở dưới này là những cái tổ ong. Ví dụ em có tổ này thì em bán với giá là nếu các bác mua nguyên tổ này thì em tính 10 cân rưỡi này. Em bán với giá là 220.000 một cân anh em nhé. Nếu tính cả tổ này. Đây cái tổ ong khoái nó rất là to như này các bác này. Đấy. Đây nhé. Đây là ong rừng 100%. Mọi người mua về vặn ra dùng thử. Nếu không ngon thì hoàn lại tiền. Em hoàn lại tiền cho các bác. Còn đây là những cái tổ. Ví dụ đây tổ thứ hai này. Đấy, tổ thứ hai em bán cũng là 10 cân rưỡi. Tổ này em nhấc lên cho các bác xem. Vì nó rất là nặng cho nên em phải để vào trong xô như thế này. Đây là những tổ cực kỳ ngon các bác nhé. Đấy, tổ số 2 10 cân rưỡi em bán là nhân với giá là 220.000 một cân. Đấy, em đóng xô gửi cho anh em nguyên cả một tổ như này luôn. Em lên tổ tiếp theo. Tổ này thì cực kỳ đẳng cấp này. Tổ này em bán là 11 cân. Đấy, cái xô này anh chỉ có 6 lạng thôi. Tổ này nhé, các bác nhìn này. Cái chất mật nó vàng óng như thế này cơ mà. Đấy, những cái loại mật ong như này ở Nepal này, những cái dãy núi cao ở khu vực châu Á là ong khoái nó rất là phổ biến các bác nhé. Đấy thì em lấy giá tổ nó như thế, còn bác nào mà lấy nguyên chai hoặc lấy từng cân lẻ thì nó giá nó có thể nó cao hơn một chút. Đấy là một số cái sản phẩm bên em cũng xin được trân trọng giới thiệu với tất cả mọi người. Rất mong được sự ủng hộ của tất cả anh em.